Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 125 năm ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Sơn, nhà lãnh đạo xuất sắc tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, 29 tháng 6 năm 1899, 29 tháng 6 năm 2024. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An trang trọng tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Lê Hồng Sơn với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Trước giờ diễn ra hội thảo, đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã về phần mộ và nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn tại huyện Nam Đàn, dâng hoa dâng hương tưởng niệm. Đồng chí Lê Hồng Sơn có tên khai sinh Lê Văn Phơn, thường gọi là Lê Văn Phan, sinh năm 1899 trong một gia đình nhà nho tại làng Xuân Hồ, Tổng Xuân Liễu, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử văn hóa, giàu tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, thấm nhuần truyền thống vẻ vang của quê hương và noi gương các bậc anh hùng hào kiệt đi trước. Đồng chí Lê Hồng Sơn đã sớm tham gia phong trào đấu tranh yêu nước, quyết dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng để gian khổ, hy sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân. Khai mạc và đề dẫn hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tập trung thảo luận, cung cấp thông tin tư liệu về một số vấn đề liên quan đến đóng góp của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với sự ra đời của Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lê Hồng Sơn, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Sơn, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực cao, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn thách thức để quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, học tập tấm gương anh hùng cách mạng, nhiệt huyết yêu nước, sự hy sinh trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân của đồng chí Lê Hồng Sơn. Chúng ta càng có thêm ý chí phấn đấu và quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của các bậc tiền bối anh hùng cách mạng và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong những thành viên sáng lập tổ chức Tầm Tầm Xã với những hoạt động cách mạng mới mẻ, gây được tiếng vang lớn. Là một trong những thành viên đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, là một trong những cộng sự đắc lực tin cậy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc đào tạo, huấn luyện cán bộ để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam. Lê Hồng Sơn cũng là người có vai trò quan trọng trong việc thành lập tổ chức An Nam Cộng sản Đảng, một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng ta, đồng thời tích cực tham gia vận động và tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Sơn tuy không dài, nhưng đầy vẻ vang và oanh liệt. Cả ba lần bị địch bắt giam, tra tấn và dụ dỗ mua chuộc, nhưng Lê Hồng Sơn vẫn luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, cho đến khi bị giặc sát hại ở tuổi 34. Hội thảo khoa học kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn cũng là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chúng ta càng thấm thía và trân quý hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, về những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí Lê Hồng Sơn. Thông qua hội thảo lần này sẽ góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh những cống hiến của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thôi thúc chúng ta trách nhiệm cống hiến nhiều hơn, trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa mình để trở thành những người cán bộ, đảng viên, công dân ưu tú hơn. Hội thảo khoa học đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An đã nhận được gần 40 bản báo cáo tham luận. Qua báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại hội trường,
các nhà khoa học, các đại biểu bằng những luận cứ khoa học đã tập trung phân tích, lý giải, góp phần làm sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Đặc biệt là những đóng góp của đồng chí đối với sự ra đời của Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Hồng Sơn đã tiếp thu tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hòa Minh và phong trào đấu tranh của quần chúng để tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng tổ chức đảng, cơ sở cách mạng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng, một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong bảy đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí xứng đáng là học trò xuất sắc, cộng sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một nội dung quan trọng được nhiều báo cáo tham luận đề cập tại hội thảo là vai trò của truyền thống quê hương, gia đình trong việc nuôi dưỡng, hình thành nên tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của đồng chí Lê Hồng Sơn, từ một thanh niên yêu nước trở thành người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu thời dựng đảng. Với 34 năm tuổi đời, 13 năm hoạt động cách mạng tích cực, sôi nổi, 3 lần bị bắt giam và tra tấn dã man, đồng chí Lê Hồng Sơn là tấm gương mẫu mực về người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng, hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của tổ quốc, của đảng và nhân dân lên trên hết. Đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong những thành viên sáng lập ra một trong cái tổ chức tiền thân của đảng, mà như chúng ta đều biết rằng là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của ba cái tổ chức tiền thân của đảng ta, tức là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Hơn thế là năm 1929 thì đồng chí Lê Hồng Sơn cũng là một trong những thành viên cốt cán đứng ra cùng với Châu Văn Liêm và một số đồng chí khác như là Hồ Tùng Mậu thành lập ra cái chi hội An Nam Cộng sản Đảng ở hải ngoại, tức là ở Quảng Châu. Thế thì có thể nói rằng là vừa trực tiếp, vừa là cái tổ chức tiền thân đầu tiên, tổ chức gốc để thành lập ra ba tổ chức cộng sản, nhưng đồng thời là đồng chí cũng là người sáng lập ra cái tổ chức An Nam Cộng sản Đảng, là tổ chức trực tiếp là ba tổ chức tiền thân của đảng. Hơn thế nữa, đồng chí Lê Hồng Sơn là tham gia trong cái hội nghị thành lập đảng. Hội nghị thành lập đảng như chúng ta đều biết ấy, thì tổ chức vào đầu năm 1930, trong đó có 7 thành viên, thì có 5 thành viên chính thức, còn 2 đồng chí là Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu là dự khuyết ở trong cái tổ chức đó, gọi là Ban Châu ủy lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và với cái tất cả những cái tiêu chí đó thì đã là xứng danh phải tôn vinh đồng chí Lê Hồng Sơn rồi. Nhưng mà có một cái tiêu chí nữa, tức là liệt sĩ hy sinh bị là thực dân Pháp tử hình và anh dũng hy sinh trước mũi súng của thực dân Pháp, và tỏ ra cái tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo và tham gia vào cái công cuộc là giải phóng dân tộc, của cách mạng giải phóng dân tộc. Vì chúng tôi cho rằng với các cái tiêu chí mà ở cái kết luận 88 của Bộ Chính trị đưa ra thì đồng chí Lê Hồng Sơn hoàn toàn đầy đủ về tất cả những cái tiêu chí để xứng đáng được tôn vinh và được bổ sung vào cái danh sách là cán bộ, là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng Cách mạng Việt Nam. Thành công của hội thảo khoa học đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An không chỉ tiếp tục làm sâu sắc và sáng rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, phẩm chất cách mạng kiên cường của đồng chí Lê Hồng Sơn, mà còn là việc làm thiết thực, thể hiện niềm thành kính, tri ân, những công hiến to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Từ các căn cứ quan trọng, hội thảo đã thống nhất xây dựng đề án cấp có thẩm quyền bổ sung đồng chí vào danh sách lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.